Anh trai mũi thải hot nhất top được Tina Thảo Thi khen ngon nức nở. Này, ngày hôm nay là có mà... ai coi cái clip bà Tina Thảo Thi mà thèm giống tôi không? Trời ơi, tôi coi cái clip lúc 12 giờ đêm tôi phải kiếm liền cái bánh tráng muối thái này tôi đặt nè. Một set tôi mua là có giá 96 cành thôi à, là gồm hai bịch muối thái nè, một cái bịch ớt rim nè, một cái bịch hành phi rất là thơm. Đỉnh cao là mình lại dùng khô bò giòn nha mọi người. Ê cái này được nha, không có dùng tép mỡ nhưng mà ăn rất là bất ngờ luôn. Khúc này tôi đảm bảo với bà nghe cái mùi thôi là bà tự động tứ nước miếng luôn nha, tại vì nó sẽ có cái mùi chua chua nữa nhưng mà không phải là cái mùi của tắc đâu. Và đặc biệt các topping đi kèm mà được bỏ trong cái gói như vậy nè, mình ăn tới đâu mình bỏ tới đó. Cái này là tôi chỉ bỏ đúng một cái bịch thôi nha, còn một cái bịch sốt muối thái tôi chưa bỏ vô hết á. Nó cay mọi người ơi, nó cay thơm nha mọi người và rất là đậm đà luôn. Cái vị nó rất là lạ nha và ăn nó dính cực kỳ, chấm cùng bánh tráng phơi sương của bên đây nữa. Lâu lắm rồi cái thị trường bánh tráng nó mới có cái loại bánh tráng với sốt mà chấm mà lạ vậy luôn mọi người. Nhưng mà ăn ngon nha, cùng với lại khô bò giòn. Khô bò nó giòn mà nó không có giống tép mỡ. Ở cái chỗ tép mỡ các bạn để lâu nó sẽ bị gắt nhau. Khô bò giòn này á thì nó không có bị hết mà ăn vô nó rất là giòn, nó rất là bắt miệng luôn á. Đã vậy hành phi nó thơm và cay nha mọi người. Cái món này rất là cay nhưng mà ăn nó rất là cuốn. Mấy bạn có tin là tôi ngồi tôi ăn hết một cái dĩa sốt chấm này luôn không? Đây là cái bịch tôi mua nhưng mà chắc chắn là tôi sẽ mua lại cái này rồi nha mọi người ơi, quá ngon tuyệt vời.